Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, trọng tài nổi tiếng Graham Paul nhận định gì về bàn thắng không được công nhận của đội tuyển Việt Nam? Trong trận đấu với Thái Lan ngày hôm 19 tháng 11 hôm qua, tuyển Việt Nam đã không được công nhận một bàn thắng của Bùi Tiến Dũng. Phóng viên Gabriel Tan đã phỏng vấn nóng cựu trọng tài người Anh Graham Paul về tình huống nhạy cảm này. Phút 32 của trận đấu, Bùi Tiến Dũng có một pha không chiến đánh đầu tung lưới đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, bàn thắng không được trọng tài Ancap, người Oman công nhận vì cho rằng Văn Hậu có tình huống cản phá thủ môn Kawin Thamsachanan. Cây viết Gabriel Tan, Singapore phỏng vấn nóng cựu trọng tài nổi tiếng của giải Ngoại hạng Anh, ông Graham Paul về tình huống này. Ông cho rằng đây là bàn thắng hợp lệ. Văn Hậu đã nhảy lên chiếm lĩnh không gian trước khi Kawin kịp lao ra cản phá. Sự thất thế của Kawin giúp Bùi Tiến Dũng đánh đầu vào lưới. Ông Graham Paul cũng lưu ý rằng khu vực 5m50 không phải là phạm vi bảo vệ thủ môn, mà đó là khu vực hoạt động chủ yếu của thủ môn. Nhiều người nhầm tưởng rằng thủ môn sẽ được bảo vệ khi hoạt động trong khu vực đó. Như vậy rõ ràng chúng ta có quyền tiếc nuối về một bàn thắng không được công nhận. Trọng tài người Oman đã có những quyết định bất lợi cho tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. Và cũng trong ngày hôm qua 19 tháng 11, ngay sau khi trận đấu kết thúc, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã vào Facebook cá nhân của trọng tài Ancap để bày tỏ sự bực bội vì những quyết định bất lợi của ông này. Trước đây, người hâm mộ vốn coi Ancap là một vị trọng tài công tâm sau khi ông bắt rất tốt hai trận đấu có tuyển Việt Nam, gặp Uzbekistan và Yemen. Thông tin tiếp theo, báo Thái Lan, tuyển Việt Nam thành công khi dẫn đầu bảng. Tờ Thái Rat cho rằng một điểm có được sau trận hòa Thái Lan cùng việc duy trì ngôi đầu bảng G là thành công với tuyển Việt Nam. Sau 90 phút trên sân Mỹ Đình, trận derby Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam Thái Lan kết thúc tỷ số hòa không đều. Nhận định về trận đấu, tờ Thái Rat cho rằng đây là kết quả phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân, đặc biệt với màn trình diễn ấn tượng của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Tuyển Thái Lan nhập cuộc với áp lực phải thắng do đang xếp sau Việt Nam ở bảng G. Bởi vậy chúng ta buộc phải thắng ở trận đấu này. Trong khi đó đối thủ lại chơi kỷ luật, rình rập, chờ đợi cơ hội để phản công. Tuyển Việt Nam thành công khi duy trì ngôi đầu bảng trên bảng xếp hạng. Thái Rat bình luận. Rất khó khi đối đầu với cầu thủ Việt Nam bởi họ đều rất khỏe. Chanathip, Supachok hay Ekanit đều không thể hiện được nhiều. Tuyển Việt Nam xứng đáng nhận được sự ngợi ca. Còn với Thái Lan, chúng ta phải tiếp tục giải quyết những vấn đề, đặc biệt là sự sắc bén của các chân sút. Tác giả phân tích. Để tìm ra cái tên xuất sắc, những cây viết của Thái Rat không ngần ngại chỉ tên Đặng Văn Lâm. Thủ thành Việt Kiều có trận đấu rực sáng với điểm nhấn là pha cản phá phạt đền của Thiraton Bumathan ở phút 27. Đặng Văn Lâm xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nếu anh ta không cản phá quả phạt đền trong hiệp 1 và quả phạt góc trong hiệp 2 của Thiraton, chúng ta đã có 3 điểm dưới sân Mỹ Đình. Tác giả ca ngợi Lâm Tây. Bên cạnh đó, các tác giả không quên động viên Thiraton sau quả phạt đền hỏng ăn. Đừng nghĩ rằng tình huống đá hỏng phạt đền của Thiraton là điểm nhấn lớn nhất. Các siêu sao trên thế giới đều từng thất bại trên chấm 11m, bởi vậy chúng ta cần làm là an ủi động viên Thiraton. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước Indonesia. Kết quả này giúp Harimau Malaya vươn lên vị trí thứ 2 với 9 điểm, đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 3 với 1 điểm kém hơn. Còn với tuyển Việt Nam, thầy trò Park Hang-seo vẫn yên tâm ở vị trí đầu bảng khi có 11 điểm sau 5 trận. Đặng Văn Lâm, người gác đền số 1 Việt Nam. Thủ thành Đặng Văn Lâm cản phá một quả penalty và nhiều lần nữa làm nản lòng các chân sút Thái Lan trong trận hòa không đều vòng loại World Cup 2022 tối 19 tháng 11. Thầy trò ông Park có trận đấu đầy quả cảm trước Thái Lan. Người hâm mộ Việt Nam phải dành nhiều lời khen ngợi cho người gác đền Đặng Văn Lâm khi anh có trận đấu quá xuất sắc. Trận hòa không đều giúp Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ rất nhiều cung bậc cảm xúc khi thi đấu sòng phẳng trước người Thái. Đầu tiên phải nói tới đó là sự nể phục Đoàn Văn Hậu vì tình huống lấy thân mình làm lá chắn, cứu cho đội tuyển Việt Nam một bàn thua trông thấy. Đoàn Văn Hậu chứng minh rằng anh hoàn toàn xứng đáng được thi đấu ở trời Âu. Pha lăn xả đó của Hậu được nhiều chuyên gia bóng đá khen ngợi, đặc biệt là cựu trung vệ Danny Van Barkel dành nhiều lời khen ngợi hậu vệ trẻ quê Thái Bình. Pha bóng Văn Hậu lăn xả hệ Johnny Terry hay là Nesmaja Vidic và Barkel chia sẻ với phóng viên. Vidic là cựu trung vệ nổi tiếng của MU và từng có nhiều pha bay người lan xả để cứu thua đội nhà.
Ngoài ra, sự chắc chắn của Đặng Văn Lâm trong khung gỗ cũng đã giúp tuyển Việt Nam thoát thua sau tình huống thổi penalty không rõ ràng của trọng tài người Oman. Đặng Văn Lâm cho thấy việc anh thi đấu trên đất Thái Lan, câu lạc bộ Môn Thông United là rất hữu ích khi anh hiểu cách chơi cũng như cách dứt điểm ghi bàn của các cầu thủ Thái Lan. Tình huống có thể là bước ngoặt của trận đấu diễn ra phút 28 khi đội khách được hưởng quả penalty sau tình huống Văn Hậu đẩy ngã Beer trong vòng cấm. Thì Ratthorn Bumathan là người lãnh trọng trách sút phạt 11m nhưng không may đã bị thủ thành Lâm Tây cản phá. Văn Lâm, Văn Hậu xứng đáng là những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày hôm qua. Trận hòa không đều của tuyển Việt Nam trước người Thái khiến ông Nishino cảm thấy hổ thẹn. Vẫn nhớ trước đây, huấn luyện viên người Nhật Bản rất ngạo nghễ và thiếu tôn trọng đối thủ khi đưa ra lời nhận xét không hay dành cho tiền vệ hùng dũng của tuyển Việt Nam. Sau trận hòa này, có lẽ chiến lược gia người Nhật Bản cần xem lại chuyên môn cũng như thái độ của mình dành cho đối thủ. Tự chung lại, người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn dành những lời cảm ơn dành cho ông Park Hang-seo. Nhìn cách Việt Nam thi đấu, có lẽ chúng ta hiểu được phần nào tính cách, con người, phong cách sống, làm việc của ông Park Hang-seo và cảm thấy quý mến ông, cảm thấy may mắn hơn với bản hợp đồng mà ông mới ký với VFF. Nó đúng là món quà giá trị đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Luôn là sự tôn trọng đối thủ, sự kín kẽ, kỷ luật, hạn chế sai sót đến mức thấp nhất trong các đường bóng, đặc biệt khâu phòng ngự kể từ khi trái bóng bắt đầu lăn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc được trọng tài cất lên. Có thể thấy chiến thuật của ông Park luôn thay đổi linh hoạt theo từng trận, thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm trong khoảng thời gian 90 phút của mỗi trận đấu. Ở một diễn biến khác, Malaysia có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Indonesia nhờ cú đúp bàn thắng của Safawi Rashid. Về phía tuyển Việt Nam, sau trận hòa không đều trước Thái Lan, đoàn quân của ông Park Hang-seo tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng G với 11 điểm trong tay. Xếp sau lần lượt Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm, Indonesia 0 điểm. Thông tin tiếp theo, báo Hàn tiếc nuối vì Việt Nam bị Thái Lan cầm hòa. Truyền thông Hàn Quốc tiếc nuối vì tuyển Việt Nam không thể đánh bại Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Tại lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam đã bị Thái Lan cầm hòa trên sân Mỹ Đình. Truyền thông Hàn Quốc tiếc cho thầy trò Park Hang-seo khi không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Tờ Sport Seoul viết, tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo bị Thái Lan cầm hòa rất đáng tiếc trên sân nhà với tỷ số không đều. Ở trận đấu này, Thái Lan là đội tấn công nhiều hơn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. Thậm chí họ bỏ lỡ một quả phạt đền. Ông Park cho tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả khi có 2 lần phá lưới Thái Lan. Nhưng đáng tiếc trọng tài đã không công nhận. Việt Nam thể hiện rõ ý đồ muốn chiến thắng khi lần lượt tung công Phượng Anh Đức vào sân. Tuy nhiên, thế trận chặt chẽ khiến họ không có nhiều cơ hội. Bên kia chiến tuyến, Chanathip cũng không thể tạo đột biến. Huấn luyện viên Park Hang-seo thẳng thắn bày tỏ không hài lòng với quyết định của trọng tài. Tôi không có thói quen phản nàn quyết định của trọng tài. Tôi cũng xem lại bàn thắng của Tiến Dũng. Có vẻ như đó không phải là quyết định đúng. Dẫu vậy đó cũng là quyết định khó khăn của trọng tài. Không phải quyết định nào của trọng tài cũng chính xác. Với một điểm từ Thái Lan, tuyển Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Xếp sau lần lượt Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và đứng cuối cùng Indonesia 0 điểm. Chuyển sang thông tin tiếp theo, quan chức bóng đá Thái Lan ngậm ngùi, Việt Nam quá may mắn. Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan không giấu nổi sự tiếc nuối vì cho rằng Thái Lan có màn trình diễn hay hơn Việt Nam. Đúng như kỳ vọng của các cổ động viên, trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam-Thái Lan diễn ra vô cùng hấp dẫn. Dù hai đội đều chơi phòng ngự phản công, nhưng có khá nhiều những cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Nếu như Thái Lan có quả penalty bị Thiratorn Bumathan bỏ lỡ, trung vệ Bùi Tiến Dũng của tuyển Việt Nam có bàn thắng nhưng không được trọng tài công nhận. Đánh giá một cách công bằng, Thái Lan là những người ít nhiều chơi nhỉnh hơn trong trận đấu hôm qua. Dù phải chịu sức ép lớn từ 4 vạn khán giả trên chảo lửa Mỹ Đình, nhưng các học trò của ông Akira Nishino vẫn chơi bóng với đúng bản lĩnh đẳng cấp của mình. Họ vượt trội hơn về số tình huống tấn công và số cú sút trúng khung thành, và vì thế một trận hòa là kết quả đáng tiếc đối với các cổ động viên Thái Lan. Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan không giấu nổi sự tiếc nuối. Trả lời phóng viên, ông Somyot Pompamong cho biết, suốt 90 phút Thái Lan rõ ràng là đội đã chơi hay hơn. Chỉ có điều may mắn đứng về phía tuyển Việt Nam trong ngày hôm nay. Điều các cầu thủ cần làm lúc này tập trung vào các trận đấu quan trọng tiếp theo. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Akira Nishino cho biết, trước trận đấu, tôi biết rất nhiều khó khăn khi phải làm khách tại Mỹ Đình. Việt Nam xứng đáng được ngưỡng mộ, họ phòng thủ chắc, phản công sắc bén. Tôi hài lòng với cầu thủ Thái Lan. Họ đã chơi tốt, có màn trình diễn tốt trước cầu thủ Việt Nam. Việt Nam tuyệt vời vô cùng. Việc Thái Lan đứng thứ hai bảng G có ý nghĩa, chúng tôi còn nhiều việc phải làm.
Tôi nghĩ là tuyển Việt Nam có thể giành nhiều kết quả tốt hơn nữa ở bảng đấu này. Huấn luyện viên Akira Nishino khen ngợi tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Nhật Bản cho hay, trong thời gian nghỉ giữa hiệp có những nhắc nhở học trò để làm tốt hơn trong 45 phút còn lại. Tôi yêu cầu các cầu thủ giữ bóng, kiểm soát bóng, đưa bóng sang hai bên cánh, chuyển ban bật nhiều hơn. Để có thể có bàn thắng là công việc của cả tập thể. Tôi hy vọng trận đấu tới chúng tôi có sự chuẩn bị về thể lực, chiến thuật để có thể làm được điều này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.